Nhức cái nách. Úi trời ơi. Coi đi. Cái này mới gọi là kéo chứ. Wow, coi đi. Úi chà. Úi là trời. Xin chào các bạn, mình là Yos. Và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y&K Adventure. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y&K Adventure. Hôm nay mình có một cái chuyến đi nhỏ nhỏ, đó là đi Lake Entrance chơi với vợ mình. Thì tụi mình sẽ đi tới đây thử bắt ghé và câu cá thử xem có được gì không. Thì cái chỗ này á, là cái chỗ lookout ở Lake Entrance này, là tụi mình á, ở rất là gần đây luôn. Chỗ mình ở á, là ngay phía sau cái chỗ lookout này luôn. Đây, đây là cái view của chỗ mình ở, quá đẹp luôn á. Chuyến đi này của tụi mình á, là tụi mình không dự tính từ trước, cho nên là hừng lên cái là đi thôi. Cho nên là tụi mình book cái motel ở đây để đi thử cho biết luôn. Thì cái motel ở đây nhìn rất là sạch sẽ luôn. Gần cái chỗ lookout là đẹp nữa. Đây, đây là cái motel của tụi mình ở nha mọi người. Phòng của mình là ở cái dãy ngoài này luôn này, cho nên là đi ra đi vào xe rất là tiện. Bây giờ mình sẽ mở cái phòng này cho mọi người xem nha. Ở hai người thì khá là thoải mái. Đây, cái phòng này là cái phòng tụi mình thuê này. Thì ở trong này á, cũng khá là rộng rãi cho hai người ở. Có tivi bự này, có cái microwave ở bên này này. Đấy, rồi trong này á, là cái chỗ rửa mặt này. Bên này là nhà tắm. Toilet ngay ở đây luôn. Rất là sạch sẽ nha mọi người. Thì ở những cái chỗ motel này á, thì nó sạch sẽ, nhưng mà bị cái là không có bếp. Chỉ có cái microwave để hâm đồ ăn thôi. Đó, thì mọi người mà muốn nấu ghe là không được này. Có cái bảng xanh luôn này, không được hút thuốc, không được nấu ghe. Tại vì mình đi ở đây hay là đi bên South Australia thì mình để ý là những cái chỗ motel hay là caravan park là người ta không cho nấu ghe ở trong cái chỗ ở á. Đó, thì mọi người lưu ý nhá. Còn nếu mà thuê Airbnb thì chắc chắn là được rồi. Đó, thì tụi mình tính đi chơi là chủ yếu, cho nên là ở motel cho nó khỏe, đồ cũng phách nhiều. Đi ra thả vài cái lồng ghe chơi cho vui thôi. Có thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Đó, chủ yếu đi để trải nghiệm những cái thứ mới khác những cái lần mà mình đi Lake Entrance khác. Là tụi mình thường thuê Airbnb ở nhà. Thì bây giờ thử thuê motel xem cái cảm giác nó như thế nào. Đó, thì có gì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem cái hành trình đi Lake Entrance này của tụi mình nha. Cái chỗ này buổi chiều mà coi ngắm hoàng hôn là chắc là quá hợp lý luôn á. Tụi mình đi chơi ở motel như thế này á, thì vợ mình đã nấu sẵn cơm, vậy là thức ăn ở nhà rồi. Tới đây có cái microwave á, thì chỉ cần hầm lên và ăn thôi cho nó khỏe. Xong rồi mấy hôm tới á, thì có gì mua đồ ăn ở đây là xong, nhanh gọn lẹ, không cần phải mang nhiều đồ, rồi không cần phải nấu ăn cực nữa, để dành thời gian nghỉ ngơi và đi chơi cho thoải mái. Tại vì chuyến đi này thì cũng chỉ có là 2 đêm thôi. Đó, cho nên là tranh thủ đi chơi, thư giãn đầu óc. Bữa cơm tối của tụi mình đi chơi Lake Entrance này, có gà nấu là giang này, rồi thịt ba ròi với đậu rong này, rồi canh bắp cải thảo này, quá ngon luôn. Xin mời cả nhà nha. Tối nay tụi mình đi bắt ghẹ. Mà ghẹ sand crab thì không có, mà mấy con saw crab này thì quá trời luôn. Một cái lồng dở lên chắc phải 10 mấy con á. Bắt chán luôn á. Thôi cái bắt con này về nấu nước là bún rêu cua cũng được. Tại vì con này á thì no size limit, no back limit. Đó, cho nên là bắt thoải mái nha. Con này bự quá trời này. What the. Rồi, để giờ kéo tiếp này. Yeah,
Quá trời, nay chắc phải 5-6 con đấy. Này, thêm con nữa. Tối nay tụi mình đi bắt á thì chỉ được mấy con saw crab thôi, chứ không có sand crab, cá tiếng gì một con. Thôi kệ, chuyến đi chơi này chủ yếu đi chơi cho vui mà. Mà như thế này là quá vui rồi. Bây giờ đi ra thử bắt tôm thử xem coi có gì không. Mà hôm nay mấy người câu cá xung quanh mình cũng không có gì nhiều. Chỉ có một gia đình là được một con Australian Salmon thôi. Tổng kể về mọi người, đi bắt tôm ở Lake Entrance. Tối nay đi bắt được khoảng 1 tiếng. Chắc được hơn 30 con đó. Đó, mà đợt này mình đi thì như năm ngoái, đi tầm tháng 1 này thì tôm còn nhỏ lắm. Đấy, muốn mà bắt to hơn chắc đi cỡ khoảng tháng 3. Nhưng mà tại đợt này mình đang được nghỉ, cho nên là đi chơi cho vui. Bắt như vậy cho giải trí cho vui. Đó, thì ai muốn bắt to hơn thì đợi tới tháng 3 quay lại đây là bắt là được rất là nhiều con bự luôn. Đấy, bây giờ thôi, khuya rồi, tụi mình sẽ về lại motel để mà nghỉ ngơi, rồi ngày mai đi câu cá nữa. Hôm nay ở Lake Entrance thì tụi mình đi ra biển tàu để mua tôm tươi. Đây, chỗ này là cái chỗ mà tụi mình đi mua tôm tươi nè mọi người. Đó, người ta đánh bắt về xong người ta bán liền luôn. May là bây giờ vẫn còn nhá. Còn bên này là cá tươi người ta đi câu về này, đang làm ở đây nè. Thường đi Lake Entrance là tụi mình hay ghé tới đây để mua. Ăn tươi ngon lắm. Tôm ở đây á, là có 3 loại với giá là 20 này, 28 này, 32. Thì mình mua cái loại to nhất là 32 đồng. Ăn cho nó ngon. Đó. Mọi người tới đây chơi thì nhớ vào đây ủng hộ nhá. Chỗ này này. Đó. Tụi mình mới khám phá thêm được cái chỗ này này nè mọi người. Bán đồ hải sản luôn. Mà nghe bảo là tươi. Thì để bây giờ mình đi vào trong thử xem như thế nào nhá. Thấy mình đi Lake Entrance mấy lần rồi mà không phát hiện được cái chỗ này. Hình như là mới mở hay sao đấy. Nhìn nó cũng mới mẻ lắm. Rồi, để bây giờ đi vào trong xem thử xem. Đây là cái thời gian người ta sẽ mở cửa đây nha mọi người. Có số điện thoại luôn nhá. Mình mới đi vào đây xem. Xong rồi có hỏi người ta thì đa số cá ở đây á là ở local hết á. Chỉ trừ mấy cá salmon này thôi. Đó, còn lại là cá đều đánh bắt tươi sống ở đây hết. Bên này có tôm rồi có ghe nữa nè. Yeah. Thì mọi người tới đây nhớ mua ủng hộ cho người ta nhá. Thấy là khá tươi. Để có gì ngày mai mình quay lại xong mình mua một ít mang về. Đây người ta có bán đồ merchandise áo quần rồi nè. Đó, cho nên ai muốn mua thì có thể mua ở đây được. Đây là những con cá mà local ở đây nha mọi người. Người ta bắt ở đây đó. Mình sẽ giới thiệu lại về mọi người. Đây là một trong những cái chỗ mà khá là nổi tiếng để đi thả ghe ở đây nhá. Đó, mọi người cứ ấn Google là nó sẽ ra. Thì hiện tại ngoài này là cũng có vài người câu cá với là thả ghe. Nhưng mà lúc này ít là tại vì nước xuống rồi. Cũng được mấy con gà nhưng mà gà nhỏ. Yeah. Cũng được mấy con sand crab nhưng mà nhỏ lắm. Yeah, mình thấy đợt này đi Lake Entrance thì mấy con cua này là chỉ nhỏ nhỏ như thế này đó.
người ta ta bắt toàn sai này không à? Thì tụi mình đi ra đây thám thính tình hình, xem tình hình gà ở đây như thế nào. Nhưng mà con nhỏ lắm, con còn được chút xíu như thế này nè. Bắt chơi cho vui thôi, còn không đáng. Bắt con đó đi bắt mấy cái con saw crab á, nó dễ mà nó nhiều hơn nữa. Có khi còn bự hơn mấy con gà này nữa. Về lấy nước nấu bánh canh cua và rô là hợp lý hơn. Chứ bắt mấy con gà này nhìn cái size nó oải quá. Mà nhất là vừa mới đi bắt ở South Australia về rồi, mà đi qua đây mà thấy gà này thôi lắc đầu luôn á. Nhưng mà thôi, đi chơi vui, nhìn như vậy là hợp lý rồi. Đó, thì để tối nay chắc là mình tập trung vào câu cá, vậy là đi vật tôm. Còn bắt gà thì chắc là khỏi. Đi gần đây nhất là đi hai chuyến Lake Entrance, mà chưa có chuyến nào có gà bự để mà ăn cả. Chắc là do đi không đúng cái thời điểm. Thì mọi người nếu mà ai có kinh nghiệm đi bắt gà ở Lake Entrance mà thời điểm bự á, thì nhớ chia sẻ ở dưới bình luận cho tụi mình với nhá. Nhớ thả bình luận để chỉ cho tụi mình là nên đi tháng nào ở Lake Entrance thì bắt được gà bự nhá. Để lần sau mình thử lại thử xem. Chứ đi hai lần là thấy thất bại đó. Lúc này mình quay cho mọi người á, là ở phía bên kia. Bây giờ vòng qua bên này thì car park nó rộng hơn, đứng là thoải mái luôn á, không sợ phải chen chúc. Chỉ có là dưới này này là nhiều đá, thì ném lông nhiều khi sợ bị mắc, thì chắc phải ném ra xa. Trong chuyến đi Lake Entrance này á, thì tụi mình có ghé thăm cả cái địa điểm này, là giống như truyền làm của người thổ dân ở đấy á, người bản địa ở đấy á. Thì mình thấy một cái địa điểm này cũng rất là hay, cho nên muốn chia sẻ với mọi người. Chỗ này là giống như cái truyền làm á. Là trong này có cà phê và triển lãm nữa nha mọi người. Đây. Mấy cái địa điểm này á, thì mọi người xem video có thể search ở Google thì là có thể ra nhá. Mình tính đi vào ở phía trong để quay cho mọi người xem, cho những ai đi được. Nhưng mà mới thấy cái sai là ở trong được quay phim về chụp hình, cho nên mình chỉ đứng ngoài này mình quay sơ cho mọi người xem thôi. Thì ai có điều kiện mà đi Lake Entrance á, thì nhớ ghé chỗ này nhá. Ở trong khá là đẹp nha mọi người. Nếu mà ai thích về những cái nghệ thuật của người bản địa ở đây, review cho mọi người xem các cái bể bơi nơi cái chỗ mà motel mình ở này. Đó. Bể bơi này thì ai thuê ở đây đều được ra tắm thoải mái hết á. Nó cũng to đấy, size nó cũng hợp lý lắm á. Hôm nay trời nắng nắng này mà nhảy cái tùm xuống là thôi bao phê luôn á. Nhưng mà không biết mình có thời gian để xuống tắm không, tại ham đi chơi ham đi câu cá quá. Đấy, nhưng mà cũng là một cái option cho nhà nào có em bé trẻ con á, đi ra đây chơi cũng hay. Bây giờ tụi mình sẽ ghé cái information ở Lake Entrance này để xem trong này có cái gì hay không. Đây là cái bảng hướng dẫn cho người đi bộ với người đi xe đạp ở Lake Entrance nhá, cái map á. Trong cái chỗ information này á, thì hãy bán những cái đồ lưu niệm như thế này. Đó. Ai mà ứng siêu tâm đồ lưu niệm á, thì có thể mua ở đây. Tụi mình đi chơi thì hay ghé information để mua mấy cái sticker và mấy cái huy hiệu để mà gắn trên mũ á. Đây là những cái mật ong mà được làm ở đây nha mọi người. Những sản phẩm được sản xuất ở cái vùng này, vùng Lake Entrance này. Mấy đồ lưu niệm ở đây bán dễ thương kìa. Đây là mấy cái pin mà tụi mình hay ứng siêu tâm này. Đi qua mấy cái thành phố hoặc đi qua mấy cái town á, là người ta sẽ có bán những cái đặc trưng, những cái pin đặc trưng của cái vùng này. Thì tụi mình hay kiếm siêu tâm. Như cái này là với mình mấy tròn này, là có ghi là Lake Entrance ở đây và có cái con ghè ở đây luôn này. Nhiều loại lắm. Nói chung mấy cái chỗ information này á, thì đầy đủ đồ, cho nên ai siêu tâm những cái đồ mà lưu niệm á, thì vào đây đúng là thiên đường luôn. Đấy.
mấy cái đồ này nè, của người bản địa của Úc. Rồi ai mà muốn đi chơi nhiều ở đây nữa, muốn biết nhiều điểm nữa thì có những cái map này. Đó. Sẽ có nhiều địa điểm hơn cho các bạn tìm hiểu. Ở trên tầng 2 của cái information này á, là có triển lãm tranh được chụp bởi nhiếp ảnh gia sống ở vùng này. Thì những cái tranh này là đều được bán hết nha mọi người. Đây, những bức tranh này á, thì những bức ảnh chụp này á, thì một tấm á, một khung này á, là 195 đô. Là cả tranh cả khung luôn. Còn bên này là không có khung này. Nhiều tấm chụp đẹp phết lúc mà sương mù á. Những cái tấm ảnh mà size 8x8 này là 55 đô. Còn mấy tấm size bên này á, là 12x8 là 75 đô. Mình có ghé tới là cái chỗ cái cầu này này nè, mấy cái nhà bỏ hoang này. Chợ, mấy cái nhà này mà buổi tối mà chạy tới đây mà chụp Milky Way á, là quá đẹp luôn. Thì đây, đây là cái chỗ mà information mà mình muốn giới thiệu mọi người. Để mọi người có đi Lake Entrance á, thì ghé vào đây xem cho biết cho vui nha. Mình thấy ở phía đối diện cái chỗ information á, là phía bên này có cái chỗ bán hot dog nhìn cũng ngon này. Rồi có chỗ chơi cho trẻ em này. Xong là trước mặt là biển luôn. Mà cái chỗ này là thấy càn càn là thấy mọi người cũng đi ra tầm xa lắm á, mà vẫn còn càn. Là thấy hợp lý cho con nít chứ. Ra đây tắm biển hoặc chèo thuyền này. Rồi mình thấy bên này là có một cái xe bán đồ ăn của một cái anh Việt Nam này. Xe này tên là Harry Khôi. Nếu mọi người xem video này mà tới Lake Entrance chơi á, thì nhớ support anh này nha. Người Việt đấy. Trời nóng quá, tụi mình ghé vô đây một kem ăn này. Ở ngay khu vực bãi đậu xe của cái chỗ xuống thuyền luôn. Chỗ này là bán đầy đủ đồ Việt Nam luôn. Gỏi cuốn có này, bánh mì có này. Ai tới đây chơi mà thèm đồ Việt Nam thì ghé vô đây nhá. Đây, đây là menu ở cái chỗ này nha mọi người. Mình mới tới cái chỗ này. Người ta gọi là Fisherman Landing Jetty. Là khá nổi tiếng để câu cá ở đây luôn á. Thì mọi người ai muốn câu cá thì có thể ghé qua chỗ này xem thử nhá. Mọi người thử search Fisherman Landing là sẽ ra tới đây. Thì ngoài này có cái chỗ dài để câu cá này. Mình đi xem vài nơi để xem chỗ nào hợp lý. Tối nay mình đi ra mình câu thử xem. Ở ngay cái chỗ này á, là có chỗ ngồi ăn và có barbecue bên này luôn nhá mọi người. Rất là hợp lý luôn. Nếu mà đi có gia đình á, là tới đây picnic là quá hợp lý. Cây cối nó cũng nhiều, cũng mát mẻ nữa. Đấy, barbecue là mới luôn á. Đó, tụi mình đi thì kiếm nhiều chỗ để cho mọi người thay đổi. Một lần đi Lake Entrance thì ghé thăm mỗi nơi mà khác. Tại cái chỗ này nói về chứ nhiều chỗ để thăm thú lắm. Nhưng mà không có thời gian để mà đi hết thôi. Thì một lần đi một ít. Mọi người thấy sữa trong nước không? Mấy con nhỏ nhỏ bơi nguyên đàn luôn. Đẹp quá chừng.
thêm một cái chỗ xuống thuyền với câu cá nổi tiếng ở Lake Entrance nữa nha mọi người. Câu cá thì qua bên này. Ở đây thì cá bạc rộng rãi lắm. Có toilet ngay ở đây luôn. Chỗ này cũng thuộc Lake Thai nha mọi người. Ở đây là có thêm cái chỗ làm cá này nha mọi người. Chỗ này là cái chỗ để câu cá nha mọi người. Rộng rãi thoải mái luôn. Sau khi đi xem xét mấy cái địa điểm câu cá ở Lake Entrance thì bây giờ tụi mình sẽ ghé lại đây ăn trưa. Ăn fish and chip. Support local mỗi khi đi chơi, đi du lịch. Để xem cái tiệm này ăn có ngon không nha. Kể bên cái tiệm này á, là có cái chỗ mini golf này. Đó, nếu ai muốn chơi là qua bên này luôn. Nhìn khá đẹp nha. Mang phong cách là pirate, cướp biển. Đấy, bây giờ tụi mình sẽ qua đây order đồ ăn này. Trong nhà hàng tụi mình đang order đồ ăn nha. Cá này là toàn cá tươi, được đánh bắt ở đây nha mọi người. Yes. Thank you. You're welcome. My pizza. Đồ ăn của tụi mình mới ra nha mọi người. Quá hấp dẫn luôn. Này chắc là gấm mì xác hả? Còn cái này á, là flathead và potato cake. Thì bây giờ mình sẽ ăn trưa đây. Xin cảm ơn mọi người nha. Mời mọi người. Tối nay tụi mình đi câu cá thì cá chưa dính. Nhưng mà của đá ở đây nhiều lắm. Mà ban đầu tụi mình sai xương gà thì nó vào ít lắm. Nhưng mà sau đó mình sai mấy cái con cá mà để câu á, là môi câu cá. Quả nó vào qua trời, mình kéo lên cho mọi người xem nha. Úi trời. Coi này, một lần kéo này. Tối mình mới bắt tí xíu mà. Nó đầy cái lông này. Đầy cái rổ rồi. Mấy cái con nhỏ này này mà các bạn biết làm á, về rám á, ăn là ngon lắm. Và vừa như thế này thôi. Ui. Đợt này đi Lake Entrance á thì ghe nhỏ lắm. Trộn này. Đợt này đi Lake Entrance nhỏ, ghe nhỏ nhưng mà bắt được mấy con này rất là nhiều. Ok, có gì chơi nấy. Cho mọi người xem này. Chà, từng này về mà vừa lấy mấy con nhỏ nhỏ này để rim. Còn mấy con bự bự này thì nấu nước là quá tuyệt vời luôn. Tại vì mấy con nhỏ này á, xẻ cả cái mái này ra xong rim cả người á, ăn ngon lắm. Ăn ngang luôn. Đó. Trời. Ban đầu mấy con nhỏ này mình lười bắt lắm. Nhưng mà giờ nhớ lại ngày xưa mẹ mình làm mấy con rám á, rim lên ngon, cho nên là thôi giờ quyết định là tổng tấn công túi này. Túi của đá này á là không có minimum size, rồi không có limit back size. Cho nên là bắt thoải mái. Tại tụi này ở Úc á, là giống như kiểu pest á, là nó tan phá cái môi trường ở dưới này. Cho nên người ta khuyến khích là nên bắt con này đi. Đó, cho nên là mình sẽ thay trời hành đạo. Qua trời luôn. Mà cái này mới thả đúng là 5 phút đấy hả. Mấy con của đá này biết ăn giống như con rám ngày xưa. Mẹ mình làm cho ăn không? Nhưng mà nếu mà ngon á là lần sau tới đây tổng tấn công bắt tụi này. Đá hơn là bắt sand crab. Tại mình cũng ưng ăn sand crab ở đây. Nếu mà ưng ăn ghẹ thực sự á là đi South Australia là
lưu sương mơ ăn ngon nhiều hơn. Bắt con này cho vui. Qua trời luôn á. Này đây một xô rồi. Giờ mới để vô trong tủ lạnh. Tại cái xe mình có cái tủ lạnh ở trên xe rất là tiện luôn, cho đóng đá luôn. Là về tới nhà là tươi. Thì bây giờ ra bắt tiếp. Sáng nay tụi mình sẽ trên đường về Melbourne. Thì trước khi về á, mình sẽ ghé qua nơi cái chỗ thuyền này để mà mua tôm về. Tại vì tôm này tươi ngon. Hôm qua mua một ký ăn thử nhưng mà thấy rất là ngon, cho nên muốn mua thêm. Thì vừa rồi vừa đi vô hỏi để có không để mua, mà đi sớm nha. Nhưng mà không có, hết sạch tôm rồi. Là bỏ tay. Bây giờ thử đi kiểm chỗ khác thử xem có con tôm hay không, rồi mua về, nếu không có thì thôi chịu. Để dành dịp khác. Bây giờ mình sẽ qua cái chỗ mà hôm qua mình mới kiếm được á. Cái chỗ mà cái shop nó nhìn nó đẹp đẹp mà mới làm á. Để xem ở bên đó có không nha. Mình nghĩ bên đó là shop á. Thì chắc họ sẽ nhập lại sẽ có nhiều hơn. Bây giờ tụi mình sẽ đi vào đây thử xem có tôm không để mua mang về nha. Mình vừa tới đây để mua tôm thử xem, mà cuối cùng cũng có, nghĩa là không có shop nào có luôn á. Thôi định mệnh, để dành lên sau vậy. Rồi bây giờ tụi mình sẽ lên đường trở về Melbourne. Quãng đường lại là khoảng 4 tiếng rưỡi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.